Đến với Trời Sinh Một Cặp thì Mù Tạt mang rất nhiều những chiến thuật, nhưng mà thực ra chung quy lại đến tầm này áp dụng thì là không có chiến thuật gì, bởi vì Mù Tạt luôn mang tinh thần một chiến binh, đấy là chiến hết mình. Có thể là đoạn đường mình đi với Trời Sinh Một Cặp không dài như các bạn thí sinh khác, hoặc cũng có thể trong trường hợp mà mình xui đi, mình yếu đi, mình không được quán quân đi. Thế nhưng mà Mù Tạt nghĩ rằng là đấy là một trải nghiệm rất là đáng nhớ và có ý nghĩa với Mù Tạt rồi. Chiến thuật của Mù Tạt đó chính là mình cứ đi đến đâu thì mình sẽ trân trọng cái đoạn đường mình đi tới đó, dù là mình có thể là thí sinh dừng lại ở trong vòng thi này, nhưng ít nhất ngày hôm nay thì mình cũng có thể chia sẻ được những gì mà mình đã ấp ủ bấy lâu cùng với ban giám khảo, cùng với khán giả qua tiết mục của mình. Và mình cũng nghĩ rằng là người bạn thân của mình đang ở nhà đã theo dõi chương trình này thì cũng sẽ cảm thấy rằng là mình đã cố gắng hết sức để tạo nên một món quà đặc biệt rồi. Hình tượng này thì không phải là quá xa lạ với Mù Tạt ở trên truyền hình, tại vì là trước đó thì Mù Tạt đã từng vào các nhân vật trong các bộ phim sitcom thì cũng có được hóa thân như thế này, nhưng mà trong Trời Sinh Một Cặp thì đây là một hình tượng rất là khác so với những tập trước. Sau cái quá trình mà hội ý và thống nhất với đội trưởng của mình là Nguyễn Trần Trung Quân thì tập này Mù Tạt sẽ lấy cảm hứng từ cuộc sống, từ câu chuyện gia đình để có thể lồng ghép vào bài hát cùng với vũ điệu, cùng với vũ đoàn của mình. Đây là một trong những cái hình tượng nó rất là quen thuộc, mặc dù đây không phải là hình tượng của mẹ Mù Tạt ngoài đời, thế nhưng trong câu chuyện của bài hát này thì lại có rất là nhiều những cái tâm tư, những nội dung trùng khớp với câu chuyện của mẹ con Mù Tạt. Nhưng mà tuy nhiên là để cho cái bài hát này nó khác biệt so với những phiên bản trước thì Mù Tạt đã cố gắng để tạo hình như thế này làm sao để nó có kết hợp với vũ đạo cho thêm phần hài hước về mặt hình ảnh. Mù Tạt nghĩ rằng là cái hình tượng như thế này thì nó sẽ hấp dẫn khán giả hơn, thay vì là mình chỉ là tạo hình theo một bà mẹ đơn thuần, mà bà mẹ ở đây là một bà mẹ vừa khó tính vừa khắt khe nhưng cũng là người bạn của con, là người đồng hành của con, là một người hài hước nữa. Thực ra thì nói chơi lớn thì cũng không hẳn, bởi vì mình đã xác định ngay từ đầu là trong vòng này là vũ điệu cuộc sống thì đương nhiên là phải có vũ đạo rồi, thì là vũ điệu. Và cuộc sống thì trong cái phần vũ đạo đấy thì mình không thể quên hát được, thế nên là ít nhất là đã phải có 2 yếu tố, và mình cố gắng mình vận dụng những cái tố chất mà mình đang gọi là có lợi thế một chút xíu, đấy là diễn xuất mình lồng ghép vào. Nó cũng không phải là quá sức đối với Mù Tạt, chỉ có một cái vấn đề rằng là bởi vì bản thân mình vẫn còn thấy thiếu sót trong giọng hát của mình. Nếu mà ví dụ như là bớt vũ đạo hơn hoặc là bớt diễn xuất hơn thì mình có thể tập trung vào hát. Thế nhưng với xét về đặt lên bàn cân về tổng thể tiết mục thì Mù Tạt vẫn sẽ sẵn sàng hy sinh để làm như thế nào làm được nhiều vai trò nhất trong một tiết mục của mình, để mình có thể show ra, tức là mình thể hiện ra bản thân của mình có thể làm những gì cho ban giám khảo cũng như là quý vị khán giả có thể cảm nhận được.